Hội đồng Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia vừa tổ chức chấm sơ khảo các tác phẩm, đồ án tham dự Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ 3. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Giải thưởng Quy hoạch Phát triển Đô thị Quốc gia đã được Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam thành lập dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Tiếp nối thành công của hai kỳ tổ chức giải vào các năm 2018-2020, Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ 3 đã thu hút được sự tham gia của gần 100 hồ sơ, đồ án quy hoạch đô thị của các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm các lĩnh vực, đồ án quy hoạch xây dựng, các dự án đã được đầu tư xây dựng, các ấn phẩm về quy hoạch, các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý phát triển đô thị xuất sắc, chất lượng môi trường đô thị. Đây là giải thưởng dành riêng cho công tác quy hoạch quản lý phát triển đô thị Việt Nam. Giải thưởng sẽ là nguồn khích lệ động viên các tổ chức cá nhân, đơn vị doanh nghiệp về sự sáng tạo, tìm tòi, các giải pháp quy hoạch phát triển đô thị đáp ứng xu thế của thời đại trong phát triển bền vững, tiệm cận với các đồ án quy hoạch quốc tế, từ xây dựng ý tưởng đến giải pháp thiết kế, góp phần nâng tầm quy hoạch, nâng cao giá trị sống trong các đô thị của Việt Nam. Vòng chung khảo và công bố giải thưởng sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 7 tới.